Tại đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc địa phận xã Hoàng Thắng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến cho hai người tử vong tại chỗ. Tai nạn xảy ra giữa xe đầu kéo mang biển kiểm soát 88C-17388 chạy hướng Nội Bài - Lào Cai với xe tải mang biển kiểm soát 24C-09191 đi từ hướng Lào Cai - Hà Nội. Hậu quả đã khiến cho hai người trên xe tải chưa xác định được danh tính tử vong tại chỗ. Tài xế điều khiển xe đầu kéo hiện không có mặt tại hiện trường. Đội vận hành 2 thuộc Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam đã phối hợp với cơ quan chức năng phân luồng giao thông giải quyết sự cố. Được biết vào thời điểm xảy ra tai nạn, trời mưa và tầm nhìn hạn chế.